Hào sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái môn võ công, đó chính là Thái Cực Luyện Rồng. Hướng dẫn cho mọi người là cách bắt một con rồng ra như thế nào, cách làm nó như thế nào và cách để vô cây xô như thế nào, để cho nó đứng lên một cây xô nó như thế nào. Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Nghĩa Đào Iguana. Một ngày mới mình xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống mọi người. Yeah, wow. Một buổi sáng thật là tuyệt vời nè mọi người. Mình luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, mình cảm thấy là sung sức như thế nào đó ha. Mình cũng luôn chúc cho mọi người có một ngày đầu tuần này là thứ ba đúng không? Rồi thứ ba đầu tuần, cũng là gọi là đầu tuần đi, để cho mọi người có một cái công việc thật là thuận lợi nha mọi người. Yeah. Hôm nay Nghĩa Đào sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái môn võ công, đó chính là Thái Cực Luyện Rồng. Dẫn cho mọi người chút xíu thôi thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách bắt một con rồng ra như thế nào, cách làm nó như thế nào và cách để vô cây xô như thế nào, để cho nó đứng lên một cây xô nó như thế nào ha. Tất cả những anh em mà mới chơi, mới tập chơi và chuẩn bị chơi, chưa bao giờ biết đặt một bé rồng lên cây xô nó như thế nào và chúng ta sẽ thuần nó như thế nào, và chúng ta thì video hôm nay Nghĩa Đào sẽ làm tất tần tật về chi tiết về bắt con rồng ra và làm như thế nào để cho mọi người chơi và thả con rồng lên một cây xô. Thở chưa. Rồi ok. Điều trước nhất chúng ta sẽ chuẩn bị là gì? Chúng ta sẽ chuẩn bị nhìn vào một cái chuồng và chúng ta sẽ chuẩn bị bắt một con rồng đó. Và hiện tại thì tất cả những bé Barbie của những anh em thì hiện tại là có thể lên là 5x hoặc là 6x. Ví dụ mình sẽ lấy một con bé 6x để làm chuẩn. Vì cái thời gian 6x là một cái giai đoạn một bé rồng rất là dễ thuần, rất là dễ nuôi và rất là dễ cho ăn. Ok. Không xàm ba láp nữa. Khi chúng ta quan sát vô một cái chuồng, chúng ta thấy có những anh em nói sao mà rồng nó chạy quá. Thật sự khi mà chúng ta đứng lại gần thì chúng ta sẽ thấy là tương tác với nó là nó cảm thấy là nó không chạy không tông rồi đó mọi người. Nhưng chúng ta sẽ thọt tay vô thì nó chạy là chuyện bình thường nha mọi người. Còn những cái con rồng mà thọt tay vô mà nó không chạy thì con đó là nó chùm hổ báo trong chuồng luôn rồi. Ở trong chuồng chứ bình lộn. Thấy không? Thì điều trước tiên mình đang lấy những bé Super Red ra làm chuẩn ha. Thật sự thì mấy bé này thì mình cũng đã thuần một số và một số cũng chưa thuần ha. Nhưng mà đa số cả khoảng 80%, 90% là đã thuần rồi. Thì hôm nay mình sẽ bắt một hai bé để thị phạm cho mọi người xem ha. Trước tiên thì chúng ta sẽ càng làm gì, chúng ta sẽ thuận tay với bắt thôi. Thì mình sẽ bắt thử một bạn. Mở cái chuồng vừa vừa thôi, đừng bắt trước mình nha. Tại mình quay YouTube mình nói chung là nó quá hưng phấn rồi. Mình vậy mình phải mở nhẹ nhẹ vậy nè. Động tác dứt khoát, nhanh chóng, đúng không? Đó. Thấy chưa? Chưa được 3 giây. Và chúng ta sẽ tọt tay vô bắt. Bắt thì có những anh em hay nói là bé rồng nó kênh em, bé rồng nó kênh em, nó muốn quất đuôi em. Ok đó, thấy chưa, nó quất đuôi nè. Quất đuôi nè, nó hung dữ. Những bé như thế này rất là dễ thuần nha anh em. Bà dễ thuần, rất là dễ thuần, hung hăng như thế này rất là ok nha. Đây là một bé, mình sẽ bắt bé này ra nè. Bé này đang chạy nè, thấy chưa. Nhưng mà mình tay chân mình bắt nè, gọn nhẹ, không có kiểu mà lùa gà nha, không có kiểu lùa gà, để bé này rất là dễ nhát. Chúng ta sẽ chụp thẳng luôn nha. Cho nên chúng ta sẽ chụp được cái đuôi như thế này nha, chứ đừng có kiểu nắm đuôi hay là như thế nào đó. Thì những cái động tác, những cái lời nói như thế này thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều, nhưng hôm nay mình sẽ nói chi tiết hơn. Chúng ta đừng có bắt rồng mà bắt lùa gà nha. Lùa gà thì mọi người hiểu, lùa nó chạy hoài. Thứ nhất là móng nó sẽ bị xước, thứ hai nữa thì nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của một rồng. Chúng ta bắt rồng giống như kiểu mở chuồng rồng,
dứt khoát, nhanh chóng ha. Không sợ gì hết, đừng sợ nó nhát. Rồi, thật sự trên tay ta đã bắt được một bé rồng. Nhưng mà hiện tại thì Nghĩa Đào đang nắm rất là chặt. Tại vì mọi người biết tại sao không? Tại vì móng chưa có cắt, rất là đau. Và chúng ta sẽ chuẩn bị một cái kìm cắt ha. Đây là những cái video mà mình luôn lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và hôm nay mình sẽ nói chi tiết nhiều hơn, nâng cấp hơn ha, để thuần một bé rồng và để truyền thụ cho mọi người một cái bí kíp luyện rồng như thế nào. À, đây, một cái kìm cắt. Một cái kìm này có hôm qua mua có 25.000 hay gì á, mua 2 cây lận, tại mắc hoài à. Đó, chúng ta sẽ cắt móng. Thì nếu như chúng ta có một mình thì chúng ta cắt như thế nào, và chúng ta sẽ có hai mình thì chúng ta cắt như thế nào? Rất là đơn giản. Một hai mình thì hàng ngày hàng này cầm hàng kia cắt. Còn một mình mình nên cắt. Đây đây và mình chưa nói với mọi người là khi một bé rến bắt từ trong chuồng ra nó rất là đen nha mọi người, nhưng mà mọi người cầm một chút xíu thì nó sẽ đỏ ra lại. Mọi người thấy không, hồi nãy mình cầm á, ơi mọi người tua lại đi, nãy mình cầm nó đang xì lì vậy. Bây giờ nè, nó bắt đầu là màu nó thằng chuẩn bị đỏ lại, và một chút xíu nữa mọi người sẽ cảm thấy nó rất là đỏ luôn nha mọi người. Bởi vì mình đi nó đi nó lại hoài, những bé rết mà càng đen thì những bé đó là càng đỏ càng đẹp ha, nhất là những bé super rết. Thôi không nói nhiều nữa, thì chúng ta sẽ cắt móng đi. Đó nè, rồi thay xong rồi. Trong quá trình cắt móng chúng ta sẽ cắt như thế nào, thì chúng ta sẽ cắt những cái đọt nhọn đó thôi mọi người ơi. Nè, cái tay mình cầm ha, tay mình cầm thôi, mọi người thấy không, nó hung thẳng không, nó hả miệng luôn nè, thấy chưa. Đây, mọi người thấy cái đọt nhọn không? Đó, mình sẽ cắt bỏ cái đọt nhọn này. Đây, đó, thấy chưa, đây nữa nè. Đó, thấy chưa, đây nữa nè. Chúng ta cắt meo cái đầu nhọn thôi mọi người, tại vì cái con rồng á nó bấu vô cái tay mình và những cái đầu nhọn đó nó sẽ đâm lủng tay mình rất là đau và rất là chề tay, rất là ảnh hưởng tới cái tay mình nha mọi người. Nha, đây mọi người thấy cái chân nó không nè, cái đầu nhọn nè mọi người thấy không đó, mình sẽ chơi nhẹ để cắt. Cắt một mình thì cái thời gian cắt thì nó quá lâu, nó rất là lâu nha mọi người. So với hai mình thì mọi người cầm một người cắt, chúng ta sẽ cắt cẩn thận, đừng phạm sâu quá. Nếu mà phạm sâu quá thì sẽ ảnh hưởng tới móng của bé rồng, thì nó sẽ đau và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của nó một chút xíu nào đó nha mọi người. Chúng ta nên cẩn thận từng chi tiết một. Bàn tay chúng ta sẽ kê vào cây kềm và chúng ta sẽ kê vào cái móng và cắt từ từ như thế nào đó. Đó nào, đó thấy chưa, thấy chưa, đó thấy chưa, thấy chưa, đó thấy chưa. Quá. Rồi, ok. Giai đoạn cắt móng đã xong và chúng ta sẽ không sợ chảy da nữa. Và chúng ta thấy không? Mọi người quan sát như thế nào? Bé rồng trên tay mình đã đỏ lên rồi mọi người. Và bắt đầu từ từ chúng ta sẽ thả lỏng. Thì hiện tại bây giờ bé đang rất là hoảng, nếu mà thả lỏng mà không kiểu cẩn thận thì bé sẽ giọt đi mắt. Nha. Mọi người thấy nè. Đó, chúng ta cầm trên tay, chúng ta thả lỏng thì bé nằm trên tay rất là gọn nhẹ. Mọi người thấy không, hồi nãy mình bắt ra nó rất là kiểu như nó chạy chọt, nó chạy nhanh các kiểu, nó như là nó hung dữ, nó muốn cắn mình. Đó, thấy chưa, thấy chưa, mọi người thấy không. Đó, cái bàn chân này là một cái đà để nó đạp, khi mà nó leo lên tay mình nó đạp. Nếu mà mình không cẩn thận thì bé sẽ chạy mi mắt ha. Đó, nếu như mà chúng ta không có kinh nghiệm trong kiểu bắt rồng, chúng ta tâm lý chúng ta hơi bị nhát, hơi bị sợ nó cắn như các kiểu, thì chúng ta nên vô một cái phòng nào đó bốn vách tường để cho bé rồng lỡ mà chúng ta sẽ có ruột nó đi, chúng nó cũng không có bắt nữa ha. Đó, thật sự giai đoạn 6X này á rất là dễ thuần luôn á mọi người. Mình cũng hay nói khi mà mọi người nuôi baby 3X 4X thì mọi người khoan hả thuần, mọi người cứ cho ăn đi, mọi người cho ăn đi, mọi người cứ cho ăn, không, nói chung là nó không không gấp thuần. Cái câu nói này rất là quen thuộc trong những cái video trước mà Nghĩa Đào hay nói với mọi người. Đây, mọi người cảm thấy như thế nào? Hồi nãy Nghĩa Đào bắt ra rất là đen mà bây giờ mọi người thấy nó đỏ không? Đúng không? Và chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ chơi với nó. Đó, chúng ta sẽ nâng niu với nó, chúng ta sẽ vuốt nè.
chúng ta sẽ vuốt từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ vuốt. À, mọi người thấy không? Chúng ta sẽ tương tác bằng tình cảm, bằng lòng yêu thương, đam mê động vật ha. Chơi cái môn này là phải kiên trì, phải kiên trì mọi người ơi, kiên nhẫn mọi người ơi. Mọi người đừng có chơi theo kiểu phong trào, mọi người đừng có chơi theo kiểu bạn có ta có ha. Đó, chúng ta sẽ chơi bằng trái tim. À, mọi người thấy không, chúng ta sẽ chơi bằng cái lòng yêu thương động vật. Đó, chúng ta sẽ tương tác như thế này, mọi người thấy như thế nào? Nó ở trên tay mình và nó không nhảy nữa. Đây chính là một cái giai đoạn rất là quan trọng nữa, đó chính là giai đoạn tập cho bé đứng trên cây xô. À, thật sự luôn thì mình thường bé này trên tay được, mình chơi với bé này trên tay được, nhưng mà khi để bé lên một cây xô với một cái đôi bàn tay mình là hoàn toàn khác nhau nha mọi người ha, hoàn toàn khác nhau ha. Ok ok, rồi mình sẽ lấy một cây xô ha, một cây xô chính hiệu sản xuất tại Canada ha, Việt Nam mới lụm về ha. Cây xô này thì mọi người chắc hẳn đã biết là của ai rồi ha, cây xô đồng nhất vô nhị. Rồi chúng ta sẽ tương tác, chúng ta sẽ chơi nó, mọi người thấy không, đó nó đang giọt, đang chạy ha. Cứ mỗi một buổi, một ngày chúng ta sẽ chơi với nó khoảng 5-10 phút. Có những anh em nào mà đi làm việc, những anh em nào không có thời gian, nhưng mà chúng ta sẽ ít nhất chúng ta phải nán ra 5-10 phút. Thay vì mọi người cầm cái điện thoại mọi người bấm thì chúng ta sẽ chơi với nó 5-10 phút như nãy giờ Nghĩa Đào tương tác với nó vậy đó. Để chi? Cho nó gặp cái bản mặt mình, cho nó quen cái bản mặt mình và cho nó hửi được cái mùi của mình. À, mọi người hả, mọi người cứ tưởng là nó gặp mọi người không quen sao, nó gặp mọi người quen chứ sao không quen, nó gặp người lạ khác, nó gặp mình khác nha. Nhưng mà mọi người đâu có lưu ý điều đó, tại sao mà mọi người nuôi mà mọi người cho ăn mà nó không chạy nhảy tông chuồng, mà người lạ lên cái chạy gồng của mọi người, lên cái chuồng gồng của mọi người là nó chạy nó nhảy, tại vì nó phân biệt được người quen người lạ. À, hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Ok. Rồi ok, không nói xàm xàm ba láp nữa. Bây giờ Nghĩa Đào đã thật sự tập đó, để lên một cây xô như thế này. Nếu như mà để lên một cây xô như thế này, thật sự đó, thật sự là Nghĩa Đào, thật sự Nghĩa Đào chưa thể để bé này lên cây xô luôn. Nhưng mà mình sẽ thị phạm cho mọi người. Những bé này rất là nhanh, nó không chậm như những xe to, nhưng mà chúng ta sẽ tập chơi từ từ ha mọi người. Chúng ta sẽ tập chơi từ từ, tại vì cây xô hiện tại đối với size này và đối với nó như là mặt đất gì đó, như là mặt đất gì đó. Mọi người bỏ lên là giống như mọi người bỏ dưới đất vậy đó, là nó sẽ chạy ha. Chúng ta sẽ từ từ tập nó, chúng ta sẽ từ từ tập nó và tương tác như thế này ha. Và điều đặc biệt quan trọng là chúng ta sẽ bỏ nơi cái phòng kính thôi nghe, đừng có làm như Nghĩa Đào nãy giờ mà Nghĩa Đào không dám buông tay nó luôn đó. Nếu mà buông tay là đi tôi. Qua nhà người ta là Nghĩa Đào không thể nào bắt được. Đó. Đó, mà tương tác với nó. Chúng ta sẽ giữ vững tâm lý nó, chúng ta sẽ vuốt nó như thế này nha. Đó. Chúng ta sẽ vuốt nó như thế này. Đó, đó. Đó mọi người thấy không? Mọi người thấy không, mình không có dám rời xa nó luôn, nó rất là nhanh nha mọi người. Và khi mà chúng ta tập nó trên cây xô này thì mọi người nên né những con vật nuôi mà xung quanh mình nuôi, ví dụ như mèo, chó. Ê, đó thấy chùa nó lẹ ghê hồn không? Đó. Tập rồng đứng trên cây xô đối với xe này không phải là một ngày một bữa, không phải là một ngày một bữa. Chúng ta sẽ kiên nhẫn, không nói về thời gian, không nói về bao nhiêu tuần, không nói về bao nhiêu tháng ha. Mọi người phải kiên nhẫn. Nếu chúng ta chấp nhận nuôi một bé igu như thế này thì chúng ta sẽ nên bỏ thời gian ngắn ra để tương tác với nó. Còn nếu như chúng ta không có thời gian nuôi thì chúng ta không nên nuôi ha mọi người. Đừng có cái kiểu nuôi bỏ ông chuồng, tới ngày cho ăn dục vô, tới ngày cho uống dục vô, tới ngày cho ăn dục vô, thì cứ như vậy thì bé sẽ không đẹp, bé sẽ không được thuần và bé sẽ rất là hung ha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nãy trên tay mình bé rất là dạng, ở trên tay khác, trên cây xô khác. Đó. Không phải nói về bé để nó cây xô, bé chạy.
thì chúng ta không làm được gì, nhưng chúng ta phải tập. Cái gì cũng phải tập hết trơn, bản thân mình cũng phải tập. Ha, mình muốn làm cái điều đó mình cũng phải tập nhiều lần để cho nó thuần phục, đúng không? Mọi người hiểu đúng không? Chúng ta đi đá banh muốn giỏi thì phải tập, muốn sút vô như thế nào 15-20 mét thì phải tập. Ha, con rồng vẫn vậy, chúng ta phải tập nó đứng lên cây sơn như thế nào. Ha, đó mọi người thấy. Nãy giờ mình tương tác, mình nói chuyện với mọi người, nhưng mình cũng quan tâm tới nó nha, mình không có để rời mắt lực tay, mình cũng đang chụp vậy nè. Đó, thấy chưa? Mình đang vuốt ve như thế này. Đó. Thì cái giai đoạn mà bé rồng 5x và 6x mà mọi người đang tập trên cây sơn như thế này á, thật sự nếu mà mọi người thuật tập mà thuần phục đi, bảo đảm với mọi người lên cỡ khoảng 8-9x, 1m, 1m ngoài thì con rồng bảo đảm với mọi người là rất là ok, rất là ok luôn. Là mọi người đặt nó lên cây sâu nào, nó đứng trên cây sâu đó. À, còn nó, còn nếu như mà mọi người không tập thì có những bé rồng khi cái size bự á, mà đứng lên cây sâu nó cũng không chịu đứng, nó cứ bò xuống đất hoài mọi người. Nó cứ bò xuống đất hoài, nó cứ tìm chỗ đi. Hôm trước mình đi ốp ở Tây Ninh á, thật sự mình đi ốp ở Tây Ninh á, mình thấy cây sâu đó thật sự luôn. Thường thường mọi người cứ tưởng tượng và hình dung ra là show phải đặt size to chứ không đặt size nhỏ. Và cũng không có đặt size 5x hoặc 6x hay là 7x, mà mọi người biết mấy x không? 4x thôi. 4x thôi, nguyên một dãy trên cây show đó, mỗi một con 4x 4x, mà mọi người thấy anh nó dạng dữ lắm luôn, và nó nằm trên đó rất là cái kiểu như là đã vậy. Mà người đi lại thì rất là đông. Là nghĩa nào? Cảm thấy rằng khi mà mình nhìn con Barbie mà nằm trên cây show đó mà người đi lại rất là đông, mà nó không hề hắn gì chơi, nó vẫn nằm, nó im ru, nó ngắm cảnh trên đó, là mọi người biết không, cái người nuôi nó rất là kỹ, chăm sóc rất là tốt. Tại vì người ta tương tác nó rất là nhiều, người ta chăm sóc nó rất là nhiều, điều kiện người ta dành cho nó rất là nhiều và thời gian. À, nhìn con rồng là biết người nuôi như thế nào, nhìn con rồng là biết người chăm sóc như thế nào. À, mọi người hiểu không? Đó, mọi người thấy đây, nãy giờ nè, thấy chưa, thuần ngoan ok. Chúng ta sẽ chơi nó như thế nào thôi, vuốt ve nè, còn hả miệng đó. Thì cứ mỗi ngày như mọi ngày, mỗi ngày như mọi ngày mọi người. Yeah. Rồi ok mọi người ơi, một buổi sáng đẹp trời thì chắc hẳn thì mọi người xem cái video này thì cũng đã 7-8 giờ tối rồi. Thì cuối, mình cũng xin chúc mọi người cuối ngày ha, đi làm cật lực ha, để kiếm tiền công việc và mỏi. Mình xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống mọi người. À, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình cũng mong muốn sau một cái video này thì mọi người sẽ hiểu và cách chăm và cách thuần một bé rồng, và cách để một bé rồng lên một cái cây sâu nó như thế nào ha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người yêu thích video mình thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Dựa vào ghi chép xa xưa cổ đại, bẻ ra bốn và bốc xích hàng ngàn năm qua đã nghiên cứu trong quyển Kinh Thư trang thứ 6 dòng thứ 2 quyển thứ 3 tập cuối, nay cho ra đời môn võ công Thái Cực Luyện Rồng. Rồng.